Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết biển ngày 17 tháng 10 của kênh VTC 14. Hiện nay do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường từ phía Bắc, nên trên hầu khắp các khu vực biển của nước ta đều bao phủ bởi đới gió Đông Bắc. Riêng vùng biển Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc của Biển Đông thì có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, cùng với hoạt động của những đám mây đối lưu gây ra mưa rào và dông khiến cho tầm nhìn bị giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Xu hướng sang ngày mai, mặc dù không khí lạnh sẽ dần ổn định, nhưng tại hai khu vực này thì đới gió Đông Bắc vẫn duy trì cường độ mạnh và thời tiết thì vẫn còn rất xấu nên không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Trong khi đó, trên các vùng biển phía Nam thì thời tiết lại đang có xu hướng tốt dần lên. Mưa rào và dông chỉ xảy ra ở một vài nơi với tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Đồng thời thì cường độ gió trên các vùng biển này duy trì ở mức trung bình đến yếu và sóng biển cao dưới 2 mét. Tình trạng biển rất ủng hộ cho việc lưu thông và hoạt động của các phương tiện tàu thuyền. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn đến với những dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước. Thưa quý vị, tại vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, trong đêm nay và ngày mai, vùng biển này duy trì đới gió Đông Bắc với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét. Trời tiếp tục nhiều mây và có mưa dông mạnh, vì vậy mà tầm nhìn xa sẽ giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Với điều kiện thời tiết như thế này thì bà con ngư dân không nên ra khơi đánh bắt hải sản. Tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, cũng bị ảnh hưởng bao phủ bởi trường gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 gây biển động. Thời tiết cũng không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên biển. Vì vậy, bà con cần chú ý không nên cho thuyền ra khơi thời điểm này. Xuôi xuống vùng biển miền Trung, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Tại đây thì gió thổi theo hướng Đông đến Đông Bắc với cường độ cấp 5, biển hơi động. Ngoài ra, mưa dông cũng xuất hiện trên vùng biển này nên ít nhiều sẽ gây cản trở đến các hoạt động trên biển của bà con. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, bao gồm đảo Phú Quý, trong đêm nay và ngày mai thì trên vùng biển này sẽ thịnh hành gió Bắc đến Đông Bắc với cường độ khoảng cấp 4, tình trạng biển bình thường. Đồng thời, mưa rào và dông chỉ xảy ra ở vài nơi nên tầm nhìn xa thoáng, thời tiết tốt hơn hẳn so với các vùng biển phía Bắc, do vậy mà bà con ngư dân có thể khai thác và đánh bắt bình thường. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, bao gồm cả Côn Đảo, trong 24 giờ tới thì trên vùng biển này thời tiết cũng tương đối tốt, mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi, gió thổi theo hướng Đông Bắc với cường độ là cấp 4 nên chỉ tạo ra những con sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Thời tiết nhìn chung là khá thuận lợi cho việc lưu thông và hoạt động của các phương tiện tàu thuyền. Tiếp theo là tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc và Thổ Chu. Khác với khu vực biển Bình Thuận đến Cà Mau, trên vùng biển này gió lại thổi theo hướng Đông Nam với cường độ là khoảng cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Mưa rào và dông chỉ xảy ra vài nơi nên tầm nhìn thoáng với trạng thái biển ổn định, thuận lợi cho các chuyến tàu ra thăm đảo cũng như là những chuyến ra khơi của bà con ngư dân. Tại vùng biển của Vịnh Thái Lan trong đêm nay và ngày mai thì gió trên vùng biển này duy trì hướng Đông Nam với cường độ là cấp 4 và sóng biển thì không cao. Mưa rào và dông cũng chỉ xảy ra ở một vài nơi nên các hoạt động hàng hải trên biển có thể diễn ra bình thường. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên vùng biển này gió vẫn duy trì hướng Đông Bắc với cường độ khá mạnh là cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét gây biển động. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Ngoài ra thì trong cơn dông có thể xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Thời tiết này có thể gây nguy hiểm cho các tàu thuyền, vì vậy bà con không nên cho tàu thuyền hoạt động trên khu vực này để đảm bảo an toàn. Tại khu vực giữa Biển Đông, từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, cũng giống như khu vực Bắc Biển Đông, tại đây thì cũng duy trì đới gió Đông Bắc nhưng với cường độ có phần yếu hơn, chỉ khoảng là cấp 5 nên sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Ngoài ra trên khu vực này vẫn xuất hiện mây dông khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Với kiểu thời tiết như thế này thì các tàu đánh cá nhỏ không nên ra khơi hoạt động. Trong khi đó, xuôi xuống khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Chân và Song Tử Tây. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết có phần tốt hơn, mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi với tầm nhìn xa thông thoáng. Gió thổi đều theo hướng Đông Bắc nhưng với cường độ trung bình khoảng cấp 4, cấp 5 nên sóng biển cao từ 1 đến 2 mét. Các hoạt động hàng hải đều có thể diễn ra bình thường. Đến đây, bản tin thời tiết biển trên kênh VTC14 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.